Đến Đinh Sơn. Wow! Tỷ số là 1-0 dành cho Sĩ Quan Hải Phòng. Cú đá rất đẳng cấp của Đinh Sơn. Trận đấu đầu tiên anh đá chính và bàn thắng đã đến. Quá hay. Hôm nay thì ở Hải Phòng bên cạnh khán giả đến xem trận chay còn có rất nhiều điểm xem trận đấu qua màn hình lớn. Niềm vui của ông Lê Văn Thành, chủ tịch câu lạc bộ Siêu Vang Hải Phòng. Đó chính là sự khác biệt mà Denison đã tạo ra. Động tác của Denison vẫn còn hơi vượng, nhưng cảm giác bóng vẫn rất tuyệt vời. Denison trở thành cầu thủ thứ 7 của Hải Phòng ghi bàn trong mùa giải này. Tỷ số được san bằng 1-1. Đội khách đã ép sân liên tiếp và đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Một pha dứt điểm bằng đầu rất gọn gàng của Evando. Evando đã có bàn thắng thứ 7 ở V-League mùa giải này. Trong trận lượt đi thì anh cũng ghi bàn vào lưới Sĩ Quan Hải Phòng. Trên sân Lạch Tray ở mùa giải năm ngoái, Hải Phòng đã thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0. Leandro, quá đẹp mắt. Tỷ số là 2-1. Lần này không phải Denison mà là Leandro. Rất có thể thủ môn quốc Việt chuẩn bị để chờ một cú dứt điểm. Nhưng vẫn là một cái chân trái lần này là Leandro. Một đường bóng cũng rất góc hiểm. Và trong hiệp 2 này thì quốc Việt lại bị trói nắng. Cú đá đúng vào góc chết và quốc Việt đã không có cơ hội để cản phá. Pha ghi bàn thứ 8 của Lea. Đời dây sút tiếp điểm. Wow! Rất hay. Tỷ số là 3-1 cho Sĩ Quan Hải Phòng. Một pha bóng theo đúng phong cách của đội Jesus. Anh đã từng là tiền đạo chơi phản công hay nhất V-League. Và vừa rồi là một tình huống gợi nhớ đến những pha xử lý của anh trong mùa giải năm ngoái. Đó là điều mà đội Jesus không thường xuyên làm được ở mùa giải này. Văn Trường và Văn Phò không cản được đội Jesus.